Hi mọi người, là Hiền đây. Chào mừng mọi người đã đến với salon bất ổn của tôi. Vô. Thấy chưa, khách đông đen. Ủa cái gì đây? Đi. Còn chỗ cho vô luôn. Chị tôi mới đi ngang. À, chính là chị của tôi. Ôi. Là vui làm khách đến vui làm khách đi luôn ha. Ơi, cắt cái đầu nam mà sáu mấy ngàn là cũng hơi mắc. Sao buồn vậy? Làm gì không vừa lòng á? Đúng là những gì khách tiệm trời gửi xuống mà. Quá đông, đâu có ngờ. Tiếp tục lấy tiền nọ. Đi lấy tiền thôi. Có được cái chị gái là bình thường không? Người ta đâu có... Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Ê mọi người ơi, thí dụ như mọi người bình thường á, mà mọi người làm cái gì đó, mọi người vui quá, mọi người có nằm gây dễ rạch gì không? Sao mọi người... Sao mấy người trong này kỳ quá à? Trời, bo luôn. Tao update lên. Cho nó lên để đi ra ngoài lấy tiền. Hồi nữa cho nó lên tự động luôn. Để mình đỡ nhọc nhằn một chút. Ghê. Đâu rồi? Auto. Đấy là được hai cái tự động. Là mình chỉ cần thu tiền thôi. Còn cái vàng bên đây, đâu rồi? Bên đây nè, là nó tự động hết rồi. Đó, vô ha. Ấy. Ê, hình như khách bên kia hói quá vậy. Sorry. À đây hẹn chi. Cái này nó hơi khúc khúc á. Nhìn không thấy khách. Đi. Ồ, hết tiền rồi. Quá đã. Âm thanh gì biết không? Tiền vô. Thích thật. Đó, tiền vô. Xuống dưới bị dính cái gì? Tuyệt. Sao vậy? Vui mà.
Quá trời đã rồi. Tiếp tận 8.000 mấy. Hơi bị xỉn á. Rồi rồi rồi, có chuyện có chuyện. Bây giờ tiếp tục thuê. Làm gì cho luôn luôn. Không đủ, không đủ tiền. Vô. Một cái đầu cắt thôi mà 100 ngoài nghe quá luôn. Tự thấy tiệm mình làm mắt nha. Tự thấy mình làm mắt luôn. Trời, bây giờ là đứng đây tiếp khách rồi đó. Ai dễ thương ha, cái tóc này dễ thương ha. Ai tự nhiên leo lên kệ gì vậy? Uống chắc 90.000. Nó là oh my god luôn đó. Cháu này mới vui nè. Nè. Nhìn nè ha. Đó. Đẹp ha. Quá quá quá. Hi. Hi. Yeah. Ừ, tôi nhớ hôm qua ngoài này có gì nữa nè. Là gì? Là gì? Ủa? Hey. Cái gì vậy? Hả? Ở gặp địa bàn hả? Hey. Hey. Cái gì vậy? Cái gì đây? Ơi đã quá à. Đợi tới ngoài cửa luôn quá đã. Láo cá chưa? Đứng lên bàn luôn. Dạo dâu. Đâu? Cái gì đâu? Để làm gì, cái đó để làm gì vậy? Đó, mỗi lần đi ra ngoài cái là thấy nè. Hết hồn liền. Tiếp 25.000. Rồi, ngày hôm nay là tôi kiếm bao nhiêu tiền đó là đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Bye bye.